Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng trong phim Trở về giữa yêu thương phát giờ vàng VTV1. Trở về giữa yêu thương phát sóng 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2020. Đây là vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Ông chút hơi thở cuối cùng vào lúc 14 giờ 15 chiều ngày 14 tháng 2 sau khi chống chọi với bạo bệnh. Trở về giữa yêu thương quy tụ dàn diễn viên nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng, Hoa Thúy, Minh Phương cùng với các diễn viên trẻ như Anh Tuấn, Việt Hoa, Bá Anh. Hôm họp báo ra mắt phim ngày 11 tháng 12 năm 2020, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng phải nhờ người dìu lên sân khấu giao lưu. Trong suốt quá trình quay phim này, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn do nhiều lúc ngồi xuống nhưng không thể đứng lên được. Trở về giữa yêu thương xoay quanh nhân vật chính là ông Phương, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, giám đốc một nhà sản xuất bản khá nghiêm túc, quan cách nhưng tốt bụng, vợ mất sớm, gà trống nuôi con, ông kỳ vọng vào hai đứa con. Tuy nhiên chính sự yêu thương đó khiến con cái luôn cảm thấy áp lực. Hai đứa con của ông Thu, Hoa Thúy và Toàn Anh Tuấn đều có cuộc sống riêng không hạnh phúc, trên bờ vực tan vỡ, thường nghỉ hưu an nhàn, nhưng ông Phương vẫn phải lo cơm áo gạo tiền, đồng thời học cách hiểu và yêu thương con. Phim ban đầu có tên Ai Rồi Cũng Già, bộ phim do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, dự kiến kéo dài 60-62 tập, hiện mới phát sóng tới tập 33. Tối ngày 9 tháng 2, khi được hỏi về nhân vật giám đốc nghỉ hưu trong phim khá giống với nghệ sĩ Hoàng Dũng ngoài đời, ông lý giải: "Tôi khác ông Phương, từ lúc nghỉ hưu bận đóng phim, không có thời gian nghĩ linh tinh. Nhưng tôi có nhiều đồng cảm với nhân vật, chính là sự đồng cảm của lứa tuổi và thế hệ." Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cho rằng, nhiều khán giả thấy mình ít nhiều ở nhân vật ông Phương là bởi khi về hưu người ta mất thời gian chống chính, khi ở nhà nhiều hơn sẽ tiếp xúc và va chạm với con cái. Tuy nhiên, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng muốn nhấn mạnh điều động lại của nhân vật và bộ phim này, đó chính là yêu thương trong gia đình. Ngoại hình phù hợp, biểu cảm phù hợp với nội tâm đầy tâm sự và rằng sẽ của người cha không thể khiến con cái nghe lời. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng khiến nhiều ông bố ngoài đời soi vào và thấy mình trong đó. Vai ông Phương không làm khó nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, bởi đây là nhân vật trong phim, tâm lý gia đình khá gần gũi về lứa tuổi của ông ngoài đời. Trong khoảng thời gian đóng phim này, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng bắt đầu đau lưng, đau cơ, có những đêm ông chỉ ngủ 2 tiếng, sức khỏe suy giảm. Vì thế ngoại hình quá tiều tụy lại đâm ra hợp với vai ông Phương ở buổi cuối chiều, phải đối mặt với những mâu thuẫn trong gia đình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.